Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua. Bệnh viện Bãi Cháy tỉnh Quảng Ninh vừa tiếp nhận 4 bệnh nhân mắc bệnh Whitmore, thường gọi là vi khuẩn ăn thịt người, với biểu hiện lâm sàng rất đa dạng. Bệnh nhân khi đến bệnh viện đã tổn thương rất nhiều bộ phận trên cơ thể. Theo Bệnh viện Bãi Cháy tỉnh Quảng Ninh, hiện khoa bệnh nhiệt đới của đơn vị đang tiếp nhận điều trị 4 bệnh nhân mắc bệnh Whitmore. Biểu hiện lâm sàng của các bệnh nhân rất đa dạng, diễn biến bán cấp tính, gây tổn thương đa cơ quan, làm suy yếu hệ miễn dịch như nhiễm khuẩn huyết, áp xe gan, áp xe cẳng chân, viêm màng não. Đáng chú ý, những bệnh nhân cao tuổi có bệnh lý nền khi mắc bệnh Whitmore sẽ bị tổn thương nghiêm trọng hơn, thời gian điều trị dài ngày hơn người khác. Điển hình như bệnh nhân Vũ TH, 67 tuổi, trú tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, có tiền sử bệnh đa u tủy xương, tăng huyết áp. Bệnh nhân được chuyển từ bệnh viện tuyến trên về điều trị tại bệnh viện Bãi Cháy với chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết, viêm màng não do vi khuẩn Whitmore, có ổ di trú viêm phổi. Bệnh nhân đã được điều trị theo phác đồ kết hợp nạo viêm chạy VAC loét cùng cụt. Trường hợp khác là bệnh nhân Đặng TD, 62 tuổi, trú tại thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, có tiền sử đái tháo đường. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốt, gai rét, đau mỏi người, sưng đau phần mềm cẳng chân trái có mủ, hội chứng nhiễm trùng rõ. Xét nghiệm cấy mủ cho thấy dương tính với khuẩn Whitmore. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị nhiễm khuẩn huyết áp xe cẳng chân do khuẩn Whitmore trên nền đái tháo đường và cho điều trị bằng kháng sinh dẫn lưu ổ áp xe tại cẳng chân. Đánh giá tình trạng bệnh này, bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Công Đức, trưởng khoa bệnh nhiệt đới Bệnh viện Bãi Cháy cho biết bệnh Whitmore có biểu hiện về lâm sàng rất đa dạng, tổn thương rất nhiều cơ quan và bệnh diễn biến theo hướng bán cấp tính nên đôi khi thầm lặng. Bệnh nhân diễn biến từ từ và khi nhập viện thì đã có những ổ áp xe rất sâu tiêu biểu trên nhiều cơ quan. Chúng tôi đã và đang điều trị cho nhiều bệnh nhân bị viêm phổi, viêm mô mềm, viêm xương đùi, viêm khớp háng, áp xe đa ổ, áp xe tại các cơ quan như cơ, gan, lách, thận, viêm màng não, nhiễm khuẩn huyết. Tỷ lệ tử vong tương đối cao nếu không điều trị kịp thời. Những người có bệnh nền như đái tháo đường, suy thận, bệnh gan, bệnh phổi mãn tính, người suy giảm miễn dịch có nguy cơ cao mắc bệnh. Cũng theo bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Công Đức, phương pháp chẩn đoán bệnh Whitmore vẫn là dựa trên các xét nghiệm vi sinh học trong máu, mủ tại phần da bị tổn thương. Thời kỳ ủ bệnh đối với căn bệnh này là từ 1 đến 21 ngày, có thể kéo dài và khó chẩn đoán. Bệnh nhân khi đến bệnh viện đã tổn thương rất nhiều cơ quan. Việc điều trị bệnh Whitmore trên trường hợp bệnh nhân sẽ có phương pháp phác đồ điều trị thời gian khác nhau. Hiện chưa có vaccine phòng bệnh và bệnh không lây từ người sang người. Bác sĩ Nguyễn Văn Thái, Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ cho hay, hiện Việt Nam có khoảng 5 triệu người đang bị suy thận, trong đó có gần 30.000 người bị suy thận mạn giai đoạn cuối và 8.000 ca mắc mới mỗi năm. Thông tin trên được tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Văn Thái đưa ra tại buổi khai trương đơn vị thận nhân tạo của Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ diễn ra sáng ngày 12 tháng 8. Theo bác sĩ Thái, với số lượng người đang bị suy thận khoảng 5 triệu người, số ca mắc mới tăng thêm mỗi năm khoảng 8.000 người, nhu cầu lọc thận tức là chạy thận rất cao. Tại Cần Thơ, hoạt động chạy thận nhân tạo tại một số bệnh viện đang quá tải. Phó giáo sư, tiến sĩ bác sĩ Đàm Văn Cương, giám đốc Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ cho biết, với sự gia tăng bệnh nhân liên quan đến thận, nhu cầu điều trị và chăm sóc chuyên sâu là rất lớn. Vì vậy, việc bệnh viện đưa đơn vị thận nhân tạo vào phục vụ người dân sẽ góp phần giảm tải cho các bệnh viện khác đáp ứng nhu cầu người bệnh. Đơn vị thận nhân tạo của Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ có 20 máy lọc, trong đó 2 máy công suất lớn, 18 máy công suất trung bình. Đơn vị sẽ tiếp nhận khám và điều trị ngoại trú cho người bệnh thận mạn, suy thận mạn. Khi người khỏe mạnh bị nhiễm virus bệnh sởi, virus sẽ xâm nhập vào mũi họng của họ và sinh sôi nảy nở trong vòng 10 ngày. Sau đó, người bệnh lần lượt xuất hiện 3 dấu hiệu. Bệnh sởi có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm, đặc biệt ở trẻ em như viêm phổi, viêm não màng não, viêm đường ruột. Hiện nay chưa có thuốc điều trị bệnh sởi, chỉ điều trị triệu chứng và phòng ngừa biến chứng. 3 dấu hiệu nhận biết bệnh sởi. 1 là sốt. Sốt là triệu chứng đầu tiên của bệnh sởi. Sốt có thể kèm theo các triệu chứng khác như là ho, sổ mũi, đau họng, đỏ mắt, nước mũi và nước mắt chảy nhiều giống như bệnh nhân bị khóc. Người ta gọi chung là triệu chứng viêm long đường hô hấp.
2 là xuất hiện những đốm trắng nhỏ với tâm màu trắng bên trong miệng, thường ở niêm mạc má, trong chuyên môn gọi là đốm Copling. Đốm Copling là dấu hiệu rất đặc trưng của bệnh sởi nhưng không phải lúc nào cũng dễ thấy. Đốm này xuất hiện trong vòng 1-2 ngày trước khi bị phát ban. 3 là bị phát ban. Phát ban thường bắt đầu từ sau tai rồi lan dần xuống mặt, cổ, thân và tay chân. Các nốt ban đỏ hơi gồ lên mặt da, chúng có thể liên kết với nhau tạo thành các mảng lớn. Đặc điểm của phát ban luôn luôn theo thứ tự từ trên đầu xuống thân thể và từ thân thể lan ra tay chân, chứ không bao giờ phát ban xuất hiện cùng một lúc hết cả người. Những người bị biến chứng khi mắc bệnh sởi là người có bệnh nền, thường suy giảm miễn dịch và đặc biệt là trẻ em chưa được tiêm vaccine sởi, người lớn chưa từng mắc bệnh sởi hoặc tiêm vaccine sởi không đầy đủ cũng có nguy cơ mắc bệnh cao. Theo các nhà khoa học, sởi có 3 biến chứng nguy hiểm ảnh hưởng đến tính mạng của người bệnh bao gồm 1. Viêm não. Đây là biến chứng nặng nề nhất của bệnh sởi, có thể gây tổn thương não vĩnh viễn hoặc tử vong. Nguyên nhân do virus sởi có khả năng xâm nhập vào hệ thần kinh trung ương gây viêm não. Khi bị viêm não, bệnh nhân có các triệu chứng như sốt cao, đau đầu dữ dội, co giật, hôn mê và tử vong. Ngoài ra, virus sởi làm suy yếu hệ miễn dịch khiến cơ thể bị bội nhiễm các vi khuẩn cơ hội, dẫn đến các biến chứng như là viêm phổi, viêm tai giữa, viêm não. Mặt khác, trong một số trường hợp, hệ miễn dịch của cơ thể bị rối loạn, nó tấn công vào các tế bào khỏe mạnh, gây ra các phản ứng tự miễn làm trầm trọng thêm tình trạng viêm. 2. Là viêm phổi. Virus sởi tấn công đường hô hấp, phá hủy các tế bào lót đường hô hấp, đặc biệt là ở mũi, họng và phổi, làm tổn thương các tế bào này, gây viêm và tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn khác xâm nhập. 3. Là mù lòa. Virus sởi có thể tấn công mắt, đặc biệt là giác mạc, gây viêm giác mạc. Viêm giác mạc nếu không được điều trị kịp thời có thể dẫn đến sẹo giác mạc và mù lòa vĩnh viễn. Để phòng tránh mắc bệnh sởi và ngăn ngừa biến chứng nguy hiểm, nên đưa người thân và ngay cả bản thân mình đi tiêm vaccine sởi đầy đủ, đúng lịch. Tiêm vaccine sởi rất an toàn và hiệu quả, giúp cơ thể tạo ra kháng thể chống lại virus sởi. Ngoài ra, hãy áp dụng các biện pháp phòng ngừa bệnh đường hô hấp, trong đó có sởi, như vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, đặc biệt trước khi ăn hoặc sau khi tiếp xúc với người bệnh. Che miệng khi ho hoặc hắt hơi, dùng khăn giấy hoặc khuỷu tay để che miệng khi ho hoặc hắt hơi. Tránh tiếp xúc gần với người bệnh. Nếu người trong gia đình hoặc cộng đồng bị bệnh sởi, hãy hạn chế tiếp xúc gần để tránh lây nhiễm. Chưa có thuốc điều trị bệnh sởi, trích ngừa sởi đầy đủ gồm 2 mũi bằng các vaccine kết hợp 3 loại bệnh sởi quai bị và rubella, gọi là vaccine MMR. Mũi 1 tiêm khi trẻ được từ 9 đến 12 tháng tuổi, mũi 2 tiêm nhắc lại khi trẻ lớn hơn, thường là từ 4 đến 6 tuổi. Lịch tiêm cụ thể sẽ có sự hướng dẫn của ngành y tế. Theo nghiên cứu của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Mỹ, sau khi tiêm ngừa vaccine sởi, cơ thể cần thời gian để sản xuất kháng thể bảo vệ. Kháng thể thường xuất hiện chỉ trong vòng vài ngày sau khi tiêm vaccine và cơ thể được bảo vệ hoàn toàn sau khi 2 hoặc 3 tuần. Vaccine sởi rất hiệu quả sau khi tiêm 2 liều, lúc đó có hiệu quả khoảng 97% ngăn ngừa bệnh sởi nếu tiếp tục với virus. Nếu chỉ tiêm 1 liều thì hiệu quả khoảng 93%. Ngày 12 tháng 8, bão mặt trời nghiêm trọng đã tấn công trái đất. Cơn bão này được cho là có thể mang cực quang phương Bắc tiến xa hơn về phía Nam so với bình thường. Theo một trung tâm chuyên ngành thuộc Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia NOAA Mỹ, các điều kiện của bão địa từ cấp độ 4 trên thang gồm 5 cấp đã được quan sát thấy từ 15 giờ ngày 12 tháng 8. Theo NOAA, các điều kiện này có thể kéo dài trong vài giờ, song dự kiến sẽ không tăng về cường độ. NOAA cho biết bão địa từ nghiêm trọng, trong đó có khả năng cực quang có thể quan sát được một cách mờ nhạt ở xa về phía nam như bang Alabama và phía bắc bang California. Trong khi đó, nhà vật lý thiên văn tại đài quan sát Côte d'Azur ở Pháp, ông Eric Lagardec cho biết hiện có rất nhiều cực quang, nếu nó kéo dài đến tận đêm ở đây, chúng ta có thể nhìn thấy một số cực quang. Cơn bão mặt trời mới này là do phun trào khối lượng vành nhật hoa CME, hiện tượng plasma và từ trường phóng ra từ mặt trời. Trước đó, ngày 11 tháng 8, phi hành gia của NASA, ông Matthew Dimitrik,
đã công bố trên mạng xã hội X một bức ảnh tuyệt đẹp về cực quang hay cực quang phương Bắc được chụp từ trạm vũ trụ quốc tế ISS nơi ông đang làm việc. Tuy nhiên, các cơn bão mặt trời có thể gây ra những tác động không mong muốn. Chúng có thể làm suy yếu các liên lạc tần số cao, phá vỡ vệ tinh và gây quá tải cho lưới điện. NOAA cho biết các nhà điều hành cơ sở hạ tầng nhạy cảm đã được thông báo để chuẩn bị các biện pháp hạn chế tác động. Tháng 5 vừa qua, trái đất đã hứng chịu những cơn bão địa từ mạnh nhất trong 20 năm, khiến cực quang thắp sáng bầu trời đêm ở Mỹ, châu Âu và Úc ở vĩ độ thấp hơn so với bình thường. Bão địa từ mạnh khiến cho con người bị đau đầu, mệt mỏi, tim đập nhanh, tăng huyết áp, tâm trạng thay đổi thất thường và mất ngủ.